Cá sấu ngày nay được biết đến là những kẻ săn mồi bán thủy sinh, sống chủ yếu ở những môi trường nước ngọt như sông hồ và đầm lầy. Trong số 28 loài cá sấu còn sống hiện nay, chỉ có duy nhất 2 loài có thể thích nghi với môi trường nước mặn của vùng cửa sông, duyên hải. Đó là cá sấu nước mặn và cá sấu Mỹ. Chúng cũng có thể hoạt động tương đối xa bờ, chẳng hạn như cá sấu nước mặn từng được phát hiện cách xa bờ đến hàng trăm km, hay cá sấu Mỹ có thể cư trú trên những hòn đảo nhỏ nơi không có nguồn nước ngọt nào. Tuy nhiên, chúng có lẽ chưa phải là những loài thích nghi nhất với đời sống biển cả trong vòng dõi hàng trăm triệu năm của cá sấu, mà như chúng ta đã biết, được gọi là Pseudosuchia. Thật vậy, trong vòng dõi Pseudosuchia, còn có một nhóm khác thậm chí còn thích nghi gần như hoàn toàn với đời sống đại dương, tương tự như nhóm bò sát biển khác như thương long, thượng long hay xà cảnh long. Đó chính là nhóm mà các nhà khoa học gọi là Thalatosuchia, dịch ra có nghĩa là cá sấu biển sâu. Tuy được gọi là cá sấu, chúng không phải là thành viên của bộ cá sấu hiện đại, mà chỉ là một nhánh họ hàng đã tuyệt chủng cách đây khoảng 120 triệu năm trước. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những người họ hàng đặc biệt này của cá sấu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trong suốt kỷ tam điệp, trái đất dường như là thiên đường cho dòng dõi Pseudosuchia. Chúng chiếm ưu thế ở gần như khắp mọi nơi trên đất, đẩy khủng long về những vùng đất lạnh lẽo và tối tăm hơn để chiếm trọn spotlight và những ánh nắng ấm áp, điều vô cùng phù hợp với cơ thể và lối sống của chúng. Tuy nhiên, những ngày tháng tươi đẹp đó đã chấm dứt với sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ tam điệp và mở ra một thời đại mới là kỷ Jura. Tuyệt chủng tam điệp Jura được xem là một trong 5 sự kiện tuyệt chủng lớn trong lịch sử trái đất, mặc dù phần nào nó bị lu mờ bởi sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận nổi tiếng hơn. Theo ước tính của một số nhà khoa học, sự kiện này đã khiến cho khoảng 23-34% giống loài ở đại dương biến mất. Còn ở trên cạn thì thiên tai có thể còn nặng nề hơn thế, khi có đến 42% động vật tứ chi bị xóa sổ. Với vì thế là những kẻ chiếm ưu thế trong giai đoạn trước đó, dòng dõi Pseudosuchia cũng chính là nạn nhân chính chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của sự kiện này. Các nhóm Pseudosuchia quan trọng như Rheosuchia hay Itosauria bị quét sạch. Chỉ một số nhóm có khả năng thích nghi tốt hơn, đó là các nhóm nằm trong nhánh Crocodilomorpha mới sống sót. Tuy nhiên, điều kiện hậu tuyệt chủng tam điệp Jura lại vô cùng thích hợp với khủng long, những kẻ trâu rìa đúng nghĩa trong phần lớn kỷ tam điệp. Khi đối thủ cạnh tranh chính bị thiệt hại nặng, để lại những khoảng trống lớn trong hệ sinh thái, khủng long đã nhanh chóng tiến hóa và phát tán mạnh mẽ để chiếm lấy các khoảng trống này. Trong khi đó, những kẻ sống sót còn lại của dòng dõi Pseudosuchia từ đống tro tàn cũng đã tìm cách thích nghi với điều kiện mới. Có những kẻ vẫn cố gắng bám trụ trên cạn nhưng phải thu mình lại trước sự trỗi dậy của khủng long, hình thành nên một nhánh gọi là Notosuchia với kích thước không quá to lớn và có đủ các chế độ ăn, từ ăn thực vật, ăn tạp cho đến ăn thịt. Nhưng cũng có một nhóm đi tìm con đường mới cho dòng dõi Pseudosuchia khi tiến xuống nước và trở thành những bá chủ thật sự ở đó, được gọi là Neosuchia, tiền thân của cá sấu hiện đại. Chúng đã sở hữu cơ thể khá giống với cá sấu ngày nay, cực kỳ phù hợp với lối sống bán thủy sinh. Và trong số các Neosuchia, Thalatosuchia có vẻ như là những kẻ táo bạo nhất khi không chỉ giới hạn bản thân trong những sông hồ của đất liền mà sẵn sàng tiến ra biển lớn. Cho đến nay thì các nhà khoa học vẫn tương đối mù mờ về khởi điểm của các Thalatosuchia. Họ chỉ có thể đoán rằng chúng khởi đầu từ thế Jura sớm, trong một khoảng thời gian có thể bắt đầu từ khoảng 200-190 triệu năm trước. Dữ liệu hóa thạch vẫn chưa cung cấp đủ những mắt xích còn thiếu giữa các Crocodilomorpha sống trên cạn và các Thalatosuchia, để lại một khoảng trống lên đến hàng chục triệu năm. Trước năm 2023 thì các Thalatosuchia được tìm thấy, dù bán thủy sinh hay thủy sinh 100% đều đã có sự thích nghi từ tốt cho đến hoàn toàn với đời sống dưới biển, và người ta vẫn chưa biết từ đâu và như thế nào các Crocodilomorpha quen sống trên cạn vào cuối tam điệp thì đến đầu Jura lại xuất hiện một nhóm có khả năng sống dưới biển tốt như vậy. Phải đến đầu năm 2023, các nhà cổ sinh vật học Anh mới công bố Turnosuchus hingleyi, loài Thalatosuchia cổ nhất từng được phát hiện với niên đại khoảng 185-190 triệu năm, giúp giải mã phần nào bí mật này. Tuy Turnosuchus vẫn mang dáng dấp của những Crocodiliforms đời đầu, nhưng ở nó đã có những đặc điểm thích nghi đặc trưng của Thalatosuchia, trong đó có phần mõm hẹp và dài để bắt động vật thủy sinh, phần đai vai và xương mỏ quại giống với các Thalatosuchia khác như Caritomenosuchus và Pelagosaurus. Một chiếc quẩy xương được trang trí bằng nhiều lỗ nhỏ, ở giữa nổi lên một đường gờ nhẹ nằm dọc. Một số đặc điểm của Turnosuchus cũng được xác định là đặc điểm gần với hình thái tổ tiên của nhóm Thalatosuchia, chẳng hạn như sự hiện diện của các lỗ thái dương lớn, bàn sọ không bị dẹt, các xương thái dương có bề mặt gồ ghề, vân vân.
Sự xuất hiện của Tunasuka giúp thu hẹp khoảng cách giữa các thời điểm nhà khoa học dự đoán Thalassosuria xuất hiện và niên đại hóa thạch cổ nhất của nhóm này xuống còn khoảng 5 triệu năm. Quá trình tiến hóa trong hàng triệu năm tiếp theo đã phân các Thalassosuria ra thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất là Teleosauroidae và nhánh thứ hai là Metriorhynchoidae. Giữa hai nhánh này, Teleosauroidae ít thích nghi với đời sống đại dương hơn, với nhiều đặc điểm vẫn còn giống các nhóm Crocodyliforms khác, nhất là vảy xương ở lưng. Chúng trông tương đối giống cá sấu móng dài Ấn Độ ngày nay, nhưng thích nghi với đời sống ở vùng duyên hải, trong môi trường nước biển, có lẽ là nhờ sở hữu tuyến muối giúp đào thải muối dư trong cơ thể. Trong nhánh Teleosauroidae lại có thể chia thành hai họ là Teleosauridae và Machimosauridae, trong đó Teleosauridae có lực đơn chuyên về ăn cá, trong khi Machimosauridae có những ngoài sở hữu kích thước to lớn, chẳng hạn như Machimosaurus rex, và có lẽ chúng chuyên săn những con mồi lớn hơn thay vì cá. Trong khi đó, Metriorhynchoidae gồm những loài Thalassosuria đã thích nghi gần như hoàn toàn với đời sống đại dương giống như các bò sát biển đương thời, chẳng hạn như ngư long hay xà cảnh long. Nhiều loài có lẽ đã không còn duy trì lối sống nửa trên cạn, nửa dưới nước nữa mà hoàn toàn sống dưới biển. Các chì đã biến thành chân trèo, đuôi phát triển thì ngang giống như đuôi cá voi hay cá heo ngày nay, vậy biến mất và thay bằng lớp da trơn nhẵn để giảm ma sát khi bơi. Và do đó, chúng cũng có thể đẻ con thay vì đẻ trứng, một điều hiếm thấy trong nhóm thần lằn chúa Archosauria, nhưng không xa lạ với những nhóm bò sát cổ đại 100% sống dưới nước. Nguyên nhân đơn giản là vì chúng đã không còn thích hợp với việc lên bờ để đẻ trứng. Trong khi ở dưới nước, việc đẻ trứng và ấp trứng là một nhiệm vụ bất khả thi. Do đó, chúng buộc phải chọn cách đẻ con. Dù được gọi là cá sấu biển sâu nhưng không phải loài Thalassosuria nào cũng sống ở biển. Các nhà khoa học đã tìm thấy những hóa thạch Thalassosuria trong trầm tích nước ngọt ở Thái Lan và Trung Quốc. Với việc sống dưới nước là chính thì thực đơn của các Thalassosuria cũng thay đổi mạnh mẽ so với các họ hàng của chúng, chủ yếu bao gồm cá và các động vật thủy sinh. Với kích thước không to lớn hơn so với các loài cá sấu ngày nay và phần nào lép vế so với những bò sát biển khổng lồ vào thời đó, nằm trong khoảng từ 3 cho đến 5 mét, thì Thalassosuria có lẽ đã chiếm một ngách sinh thái dành cho những động vật săn mồi có kích thước trung bình. Tuy nhiên, mới có một vài trường hợp chúng phát triển đến kích thước tương đối lớn, chẳng hạn như Machimosaurus rex hơn 7 mét. Điều đó cho thấy chúng cũng có tiềm năng để trở thành những động vật săn mồi hàng đầu ở biển. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Các Thalassosuria phát triển mạnh mẽ trong kỷ Jura, nhưng lại suy tàn dần và biến mất hẳn trong dữ liệu hóa thạch vào khoảng đầu kỷ phấn trắng. Nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của các Thalassosuria cho đến nay vẫn chưa được làm rõ. Hiện nay thì dữ liệu muộn nhất của Thalassosuria đến từ tầng Aptian khoảng 125 triệu năm trước, hầu như không trùng khớp với sự kiện tuyệt chủng lớn nào. Sự kiện tuyệt chủng giữa kỷ phấn trắng thì phải 25 triệu năm nữa mới diễn ra. Đó có thể là do chúng ta chưa tìm đủ hóa thạch của các Thalassosuria muộn hơn chăng? Chỉ có những phát hiện mới trong tương lai mới giải đáp được điều đó. Ngoài ra thì sự cạnh tranh từ các nhóm bò sát biển khác cũng có thể là nguyên nhân khiến Thalassosuria tuyệt chủng. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Thalassosuria, một nhóm họ hàng đặc biệt của cá sấu ngày nay đã thích nghi tốt với đời sống ở dưới đại dương. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về chúng và hy vọng rằng trong tương lai, các khám phá cổ sinh vật học sẽ giúp giải đáp những bí ẩn xoay canh nhóm Pseudosuchia này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.